Vâng, để tiếp tục chương trình, Non xin gửi đến chị một ca khúc được mang tên Nhạc Kho Lời Việt của Nam Anh viết, một ca khúc mang tên Chiến Cốt Tâm Giao. Các chị cho Nam Anh một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin mời rất nhiều. Cho nó thấy những cái tay của các anh chị đúng không ạ? Vâng, xin cố rất nhiều ạ. Cho nhạc nó lớn xưa đời. Cuộc đời này nhiều lắm nguy nan, ngàn sóng gió bao hận thù ly tan. Gặp được người chỉ có tâm giao, luôn bên cạnh tôi không mang ra khó. Mặc chờ đời cứ thế điêu hoa, tình ta vẫn không bao giờ tan phai. Tình anh em về nguyên khắc sâu, một đời luôn có nhau. Những lúc buồn tôi chia sẻ trên dịu thấy, cũng là khói cũng cho ta tình ấm lòng. Tôi và anh tuy khác nhau và cũng không chung một dòng máu. Cạnh bên tôi bạn luôn sát vai, chẳng ai bao trong gai. Ngàn bóng tôi sóng gió, chúng ta không lùi bước chung sức cùng bấy vùng. Một cái khúc tiếp theo Nam Anh sẽ gửi đến chị một cái khúc Nam Anh đã phát hành rất là lâu, một nhạc sĩ, một sáng tác của nhạc sĩ Thiên Dũng, một cái khúc loại tên Tình Thất. Các chị có thể cho Nam Anh xuống bằng các chị để cho ấm hơn đúng không ạ? Vâng, xin mời anh chị nhiều. Cái phần mà trao đại diện của cho anh thấy ai đứng tay các chị đúng không ạ? Vâng, xin mời rất nhiều ạ. Anh đâu, cố quên đi
thứ tha cho anh, vì đôi tay anh không giữ được em. Rồi thời gian sẽ xóa đi những ký ức ngày mình bên nhau, và em sẽ quên anh thôi những chi tiết từng yêu. Đừng bận tâm anh nơi đây, dù thời gian có đổi thay, anh vẫn mong em hạnh phúc từng ngày. Còn đường đi phía trước tiếp bước một mình em thôi, phải làm sao khi khi cứ có em kề bên. Giọt nước mắt em lại rơi, nhìn em đâu anh không thể đi, nhưng biết đấy đôi ta đã xa rồi. Lớp xưa các chị cho nó bao nhiêu tràng tay nữa được không ạ? Và dừng vào rất nhiều. Xin tạm biệt ạ. Nói gì ạ?